vụ án mạng bên hồ, đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời trước mắt, trông như một vết bẩn bị vạch trên nền trời. Những mảng màu xanh tươi len lỏi giữa đám mây. Namiki dung sút buông bàn tay trái khỏi vô lăng, đưa lên bóp vai phải, rồi lại đổi tay cầm vô lăng, bóp vai trái. Sau cùng anh lắc đầu sang hai bên, tạo ra những tiếng lục khục, trên làng xe bên phải của đường cao tốc Chuo, chiếc mà anh lái đang chạy quá 20 km so với tốc độ quy định radio trên xe ra trả nhắc đến những cung đường bị tắt do dòng người đổ về quê dịp lễ hội Obon. Có vẻ năm nay tình trạng ùn xe đỡ hơn mọi năm, chiếc xe xuống hết đường cao tốc, băng qua trạm thu phí, anh lấy điện thoại ra. Rồi anh tìm một số điện thoại lưu trên máy trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Số điện thoại ấy được lưu dưới cái tên E, anh bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia để chế độ trả lời tự động. Anh tặc lưỡi, đành cất điện thoại vào trong túi quần, theo hướng dẫn trên màn hình chỉ đường, chiếc xe cứ thế mãi miết chạy một hồi lâu. Chẳng mấy chốc sau đó, nó đã len vào một con đường nằm lọt thỏm giữa rừng cây. Con đường vẽ ra những đường cong mềm mại, ở những đoạn quan đảng, hai bên vệ đường lại mọc lên bảo tàng hay quán ăn nhỏ như thể thế chỗ của cây cối. Những căn nhà đó đều khoác lên mình dáng vẻ sang trọng theo phong cách của một đất nước xa lạ nào đó, tấm biển báo cho biết khu biệt thự hồ Himegimi còn cách bao nhiêu cây số hiện ra trước mắt. Trông thấy nó, dung súc bất giác thở dài con số thể hiện khoảng cách trên tấm biển đã giảm dần đến tấm biển cuối cùng với hàng chữ khu biệt thự hồ himegimi rẽ trái ở đây anh xoay vô lăng chiếc kima màu xanh tím than rẽ vào con đường nhỏ bao quanh bởi rừng cây rậm rạp những con đường hẹp trong khuôn viên khu biệt thự nối nhau chạy dài như mê cung các căn biệt thự không nằm sang sát nhau thành từng cụm mà rải rác như tô điểm cho khu rừng sâu bên rìa con đường là một bãi đất trống ba chiếc xe ô tô đổ sát nhau ở đó một chiếc xe mercedes-benz màu xám bạc một chiếc BMW màu tím than và một xe wagon màu đỏ. Cả ba xe đều quay đèn hậu về phía mặt đường, Dung Súc cũng đổ xe vào bãi đất đó, tay cầm túi và áo giác két màu trắng. Bước ra ngoài xe. Anh đóng cửa, rồi mặc áo. Ngay bên cạnh bãi đất trống có một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới. Một tòa biệt thự màu nâu cháy nằm phía trước cầu thang. Khu rừng trải rộng bao quanh khiến ngôi biệt thự đó trông như thể ngập chìm trong biển cả màu xanh lục dung súc toàn bước xuống cái cầu thang trông như thể mấy tảng đá lớn được ghép đại lại chợt có tiếng phụ nữ loáng thoáng vọng đến tai theo phản xạ anh quay mặt nhìn về hướng giọng nói phát ra một cái sân tennis xuất hiện trong tầm mắt dung súc chậm rãi đi về phía cái sân tennis đó bốn người cả nam và nữ đang ở bên trong khoảng sân chăn lưới thép họ đang hăng say chơi bóng hai chọi hai hay còn gọi là đánh đôi nam nữ anh đứng ở gần lưới thép tháo kính râm một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cạnh nhau quay lưng về phía anh. Đội bên kia chuẩn bị phát bóng, người phụ nữ mảnh dẻ đứng ở đầu sân bên kia vung vật lên vào tư thế chuẩn bị, cô toan tung quả bóng thì nhìn thấy dung súc, liền lập tức dừng lại. Thấy cô dừng tay, ba người còn lại không ai bảo ai đồng loạt hướng mắt nhìn về phía anh. Tôi xin phép một chút. Cô nói với những người kia, tay cầm vật và bóng, vòng ra ngoài sân tennis, đi về phía dung súc. Hai người đứng đối diện nhau qua tấm lưới thép, anh đến sớm hơn em nghĩ. Cô thở hổn hển anh xong việc sớm. Ba người kia cũng đi về phía này, chồng cô à. Người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn hỏi. Gương mặt cô ta tròn xoe, trang điểm đậm, vâng. Người phụ nữ mảnh khảnh khẽ gật đầu, tôi là Namiki. Dung súc cúi đầu. Cảm ơn mọi người luôn giúp đỡ Minako và Sota nhà tôi. Anh đừng khách sáo, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau mà. Người đàn ông án chừng trên dưới 50 tuổi nói. Anh ta đeo trên đầu một món đồ màu trắng nổi bật. Cái băng đô giữ cho chiếc kính màu xanh vàng không bị tuột ra. Tôi là Fujima. Còn đây là vợ tôi, Kaya. Chào cô. Dung Súc cúi đầu chào, đây là anh Sakajiki. Sakajiki Yotaro. Tôi là Sakajiki. Người đàn ông đánh cặp với Minako ban nãy chào hỏi anh. Anh ta khoảng trên dưới 40 tuổi, theo ước đoán của Dung Súc. Gương mặt trắng rõi ngự trên thân hình săn chắc, Sakajiki quay sang Fujima anh namiki cũng đến đây rồi chúng ta ngừng chơi thôi nhỉ với lại cần sửa soạn cho bữa tối nay nữa anh nói phải để cho mọi người có thời gian tắm tát fujima nói với vợ mình em thì cần nằm ngã lưng một chút em không biết lượng sức gì cả có tuổi rồi mà còn thế đáng lẽ không nên chơi đấu đôi nhưng cũng vui mà kajơ nhìn sang minako ánh mắt như mong mỏi sự đồng tình của cô minako gật đầu hưởng ứng Sakajiki ở bên cạnh dọn đồ, nhưng không quên buông lời khen ngợi. Vợ anh tiến bộ nhiều đấy. Động tác của cô ấy hoàn toàn khác trước đây. À, thế ư? Vậy là tôi có thể tự tin thêm một chút rồi. Thôi đi Sakajiki, cô ấy mà lên mặt thì phiền cho tôi đấy. Sakajiki và Minako bật cười. Dung Súc đứng ở ngoài sân tennis, mắt nhìn xuống chân mình, giờ muốn làm một cốc bia quá. Fujima cất lời cảm thán ngay khi bước vào phòng khách trong biệt thự trên cổ anh ta vắt chiếc khăn tắm không được chúng ta đã thống nhất là không uống đồ uống có cồn trừ trong bữa tối mà anh biết rồi chỉ tiện miệng nói chơi thôi nói thì không ảnh hưởng đến ai đâu mà sang phòng khách được lát gỗ chính giữa phòng dựng một cây cột to làm từ thân cây đã róc vỏ cái cột vương cao mãi lên đến tận trần nhà đã được xây thành một cái giếng trời bên cạnh cột gỗ có cái bàn lớn cũng làm bằng gỗ vợ chồng fujima ngồi đối diện nhau một phần phía trong căn phòng được dùng làm bếp, bao quanh là chiếc bàn quay hình chữ L để phân định không gian bếp với khoảng diện tích còn lại. Sakajiki mở tủ lạnh, nhầm vào trong, mọi người uống gì nhỉ? Nước ngọt, nước ép trái cây, trà ô lông, cà phê lon, xem ra có đủ loại đồ uống trong này. Tôi uống cà phê nhé. Còn tôi thì trà ô lông. Vừa đặt đồ uống lên trên bàn. Sakajiki hỏi ngay, còn cô Minako uống gì? Dung súc mở căng mắt nhìn phản ứng của hai người bọn họ. Minako đang ngồi trên chiếc ghế đậu ở đằng trước chiếc bàn quay. Bộ váy tennis vạt ngắn của cô để lộ ra một khoảng đùi, chắc tôi uống nước ép thôi. Ok. Vậy con. Sakajiki nhìn Dung súc. Anh thì uống gì? Tôi không uống gì đâu. Anh đừng ngại. Đồ uống trong này là do mọi người góp tiền lại mua đấy. Sakajiki nở nụ cười khoe ra hàm răng trắng tinh. Không, tôi không uống thật mà, dung súc khẽ nâng tay lên làm điệu bộ từ chối anh namiki mời anh ngồi hẳn anh cũng mệt rồi fujima cất lời dung súc gật đầu ngồi chết với anh ta lần này cả nhà tôi đã làm phiền mọi người mong mọi người lượng thứ không có chuyện đó đâu tôi cũng chỉ cung cấp địa điểm thôi nên anh không cần khách sáo làm gì fujima xua tay trước mặt cảm ơn anh dung súc cúi đầu lần nữa sakajiki phát đồ uống cho mọi người như một người phục vụ thực thụ xong xuôi, anh ta quay lại chỗ Minako đang ngồi, tôi thường xuyên nghe Minako nhắc đến anh. Fujima Kaya cười tủm tỉm, vậy sao? Tôi tò mò muốn biết cô ấy nói gì về mình đấy. Dung súc khẽ liếc sang Minako, thấy vợ cười xết khóe môi, nói nhiều lắm, có kể ra cũng không hết được đâu. Kaya nhìn nhanh chồng mình, rồi lại tủm tỉm uống trà ô long, Dung súc nhìn cô ta dây lát, rồi hỏi bân quơ, không biết bọn trẻ đang ở đâu nhỉ? Giờ này chắc chúng đang học. Fujima nhìn đồng hồ treo trên tường. Chiếc đồng hồ kiểu cổ, hình tròn, có khung bằng gỗ cho biết bây giờ là 4 giờ chiều. À không, sắp đến giờ nghỉ rồi. Sau đó thì sao? Minako nhanh nhẩu tiếp lời, bữa tối lúc 6 giờ, trước giờ ăn tối là hoạt động ngoài trời. Hoạt động ngoài trời ư? Mọi người đã đi cả quãng đường dài đến đây, không khí thì trong lành như thế này, mà không để bọn trẻ tận hưởng thiên nhiên thì phí quá. Chứ để chúng cả ngày chung chân một chỗ, không khéo lại bị trầm cảm, Fujima giải thích, chôn chân một chỗ là. Học suốt từ sáng A. Lịch học của bọn trẻ như thế này đây. Tiếng nói phát ra ở sau lưng dung súc, Sakajiki chỉ tay về phía cửa ra vào. Trên cửa dán tờ áp phích, ghi lịch học trong một ngày của bọn trẻ, thức dậy lúc 7 giờ sáng, sau bữa sáng thì nghỉ ngơi một chút. Học từ 9 giờ 30 đến 12 giờ ư. Làm theo lịch này thì hẳn là bọn trẻ vất vả từ sáng. Người ta luôn nói học tập vào buổi sáng là tốt nhất giọng Fujima vang lên. Lịch học này là bình thường thôi. Nói thật tình là tôi đã muốn để chúng dậy sớm hơn, rồi học 4 tiếng trong buổi sáng cơ. Song thầy Tsukimi đã lên lịch trình này, cho nên. Vợ anh ta nói như dỗ dành chồng, thì thế nên chúng ta đang làm theo đúng lịch đó còn gì? Dung súc nhìn lại lịch học đó. Buổi chiều học từ 1 giờ 30 phút đến 4 giờ. Sau bữa tối xem chừng là khung giờ tự do, rồi từ 9 giờ đến lúc tắt đèn là 11 giờ, lại được gán cho cái tên thời gian tự học, bọn trẻ học ở đâu vậy? Ở biệt thự phía trước. Đi bộ là đến ngay, Fujima đáp, ra vậy. Dung súc nhìn Fujima lần nữa. Vậy biệt thự đó cũng là của anh Fujima à? Người đàn ông đeo kính xanh vàng xua tay phủ nhận. Chỗ đó là thuê thôi. Căn nhà sang trọng kiểu nhà gỗ ý, ngồi uống nước ép ở bàn quay, Minako lén buông tiếng thở dài, có vẻ cô không nhìn được khi nghe đoạn hội thoại đó ở cùng bố mẹ làm cho bọn trẻ ý lại, chỉnh mãn chuyện học hành, nên mới phải thuê riêng biệt thự cho chúng. Trước khi đi, em đã nói rồi mà, xem ra chẳng lời nào lọt vào tai anh. Em có nói vậy à? Dung súc nghiêng đầu, cười trừ, quả nhiên người lớn chúng ta phải gắn hết sức để đem đến cho bọn trẻ một môi trường học tập thật tốt. Nói xong, Fujima nhún vai. Nhưng mà trước đó, bố mẹ chúng sẽ đối mặt với thực tế thương đau là bốn gia đình phải ngủ ở biệt thự sơ sài này. Anh nói gì vậy? chẳng phải đây là căn đẹp nhất trong khu biệt thự này sao? Sakajiki cất cao giọng. Vợ tôi cũng hết lời khen ngợi rằng đúng là biệt thự của viện trưởng Fujima có khác. Không đâu, nếu biệt thự rộng rãi thêm một chút thì tốt hơn. Tôi cũng muốn vậy, mà cậu này cứ nằng nặc mãi. Tôi có nói gì đâu. Chính miệng anh bảo nếu chỉ có mấy gia đình ở thì diện tích này là vừa đủ. Thế người nói rộng thì phải dọn dẹp mệt người là ai hả? Bởi vì anh bảo diện tích này là vừa đủ, tôi mới nói thêm là đúng vậy, càng rộng thì dọn càng mệt. À ra vậy. Mà chuyện đó không quan trọng đâu. Sakajiki cười. Giang hai tay ra, dung súc đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Anh trông thấy cái sân tennis ở bên cạnh biệt thự, dẫu vậy, việc học hành của bọn trẻ thay đổi thật đấy. Thời chúng ta còn nhỏ đâu dám nghĩ đến chuyện thuê biệt thự nghỉ mát làm trại luyện thi cơ chứ, Dung Súc nói, nghe đến đây, Fujima khựng cánh tay cầm cốc cà phê, quay ra cười với Dung Súc nghe nói anh Namiki phản đối việc Sota thi vào trường trung học tư thục. Không, tôi nào có phản đối. Dung Súc liếc mắt sang Minako nhằm quan sát phản ứng của vợ, rồi mới tiếp tục. Tôi chỉ lăng tăng rằng bắt con cái học hành khổ sở, rồi tham gia thi cử khốc liệt để vào những nơi như thế thì có ý nghĩa gì? Chưa bàn đến việc bản thân thằng bé có muốn điều đó không, riêng việc bố mẹ tự tiện áp đặt con đường tương lai cho bọn trẻ chắc gì đã là chuyện hay. Fujima gật mạnh đầu, anh Namiki có những suy nghĩ tiêu chuẩn tiêu chuẩn ở đây có nghĩa là nằm ở mức trung bình mức trung bình sao thời nay nhiều bậc phụ huynh nghĩ như anh lắm nào là con đường tương lai phải để bọn trẻ tự lựa chọn rồi bố mẹ không được quyết định thay chúng thiết nghĩ đó là suy nghĩ sai lầm bố mẹ phải quyết định con đường tương lai cho con cái ở một mức độ nhất định hoặc chí ít bố mẹ nên quyết định xem có cho con cái thi vào trường trung học tư thục hay không chứ không thể để chúng tự quyết định được không được đẩy hết việc lựa chọn cho bọn trẻ đâu thế ư? Bởi vì, anh thử nghĩ xem có đứa trẻ 11, 12 tuổi nào suy nghĩ thấu đáo cho tương lai của mình, rồi tự nói với bố mẹ rằng con muốn thi vào trường tư thục không? Đã là trẻ con thì chẳng đứa nào thích học cả. Để mà trao quyền quyết định cho chúng thì đương nhiên chúng sẽ chọn con đường dễ dàng. Thế nên mới cần bố mẹ nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của đứa trẻ đó, cân nhắc xem cho nó học thế nào là phù hợp rồi quyết định thay chúng. Vì chẳng có ai ngoài bố mẹ chúng được trao cho quyền quyết định điều đó cả. Kaya lộ ra biểu cảm đồng tình trên gương mặt. Minako và Sakajiki cũng gật gù tán thưởng. Những hành động đó đều lọt vào mắt dung súc, tôi hiểu điều anh nói, nhưng có một kỳ thi đang đợi chúng ở ngoài đời thực đúng không? Đó là rào cản cam go mà chúng không thể hời hợt. Chừng nào không cố gắng hết sức, chuẩn bị kỹ lưỡng, thì không thể nào đương đầu với kỳ thi đó. Tôi không thấy mặt tích cực nào khi ném đứa trẻ còn nhỏ dại vào cái nơi không khác nào địa ngục ấy đã là trẻ con thì cần được nuôi dạy để tự do lớn lên từ lúc dung Súc đang say sưa nói fujima đã quay sang nhìn Minako trưng ra điệu cười khổ não đúng là bọn trẻ phải hy sinh nhiều thứ cho việc thi cử bởi thi cử là cuộc chiến mà quan điểm của tôi là việc học ở trường tư thuộc giống như gọi những đứa trẻ ưu tú vào khuôn khổ để vào được trường thì phải trải qua những kỳ thi tuyển chọn chính vì nhà trường tuyển chọn nên chúng ta phải dốc hết sức để trụ lại cuối cùng đây chính là cuộc chiến nhưng chẳng phải xã hội vốn đã hình thành dựa trên cơ sở nguyên lý của chiến tranh hay sao? À mà, tôi nghe nói anh Namiki đang làm giám đốc nghệ thuật. Vâng, đúng vậy. Thế giới nghệ thuật cũng giống như thế phải không? Tất cả đều là cuộc chiến sống còn. Bởi vậy, ta nên dạy cho bọn trẻ rằng tự do lớn lên thì cũng được thôi, nhưng phải đổ mồ hôi. Sôi nước mắt để đạt được thứ gì đó thì mới có thể sống sót trong cuộc chiến này. Dung Súc chống khuỷu tay lên bàn, miệng phát ra những tiếng mệt mỏi, thêm nữa. Fujima uống cạn lon cà phê rồi nói tiếp. Có vẻ anh Namiki nghĩ việc luyện thi là một thứ độc hại nào đó, nhưng thực tế không phải như vậy. Vậy à? Bởi khả năng của mỗi đứa trẻ khác nhau. Nếu không trao cho chúng nhiều cơ hội để tìm ra khả năng nào phù hợp với chúng, ta không thể biết chúng có khả năng gì. Ví dụ, cho chúng học năng khiếu hay chơi thể thao cũng là một biện pháp hiệu quả cho nên việc thi cử cũng là một cơ hội để khơi dậy khả năng của con cái nói cách khác luyện thi cũng giống như luyện tập để chơi đá bóng hay bóng chạy thôi anh namiki chắc có nghe chuyện bố mẹ không hỏi ý kiến con mình thế nào đã tự ý cho chúng đi học bơi và cũng chẳng thấy xa lạ gì với câu chuyện đó đúng không nếu anh nghĩ thoáng ra một chút coi việc luyện thi lần này giống như việc tập hợp những đứa trẻ tài năng vào trại đào tạo bóng đá anh sẽ không thấy lăng tăng nữa đâu nếu cần nơi để học tập thì chúng đã có trường học rồi Fujima lắc đầu trước phản biện của Dung Súc, "Thế nếu những tiết học với cường độ thấp tại trường không đủ để phát huy được hết khả năng của bọn trẻ thì sao? Để những khả năng đáng lẽ có thể phát triển lên nữa bị vùi dập không thương tiếc ở trường học là thiếu sót của bố mẹ đấy." Gương mặt điềm đạm của anh ta không giấu được giọng điệu tự tin. Dung Súc khẽ kêu một tiếng, rồi đưa tay gãi tóc mái, xem ra anh Fujima rất tự tin vào khả năng học tập của con mình. "Tôi không tự tin đến thế đâu." Fujima cười nói nhưng tôi đặt kỳ vọng vào con mình. Biết đâu thằng bé sẽ tạo ra những kết quả tốt hơn người bình thường thì sao? Kỳ vọng vào con cái cũng đâu ảnh hưởng hay gây rắc rối cho ai. Thì đúng là như vậy. Tôi cũng kỳ vọng lắm, vào sô ta nhà tôi. Minako ở bên cạnh bày tỏ quan điểm đồng tình, tôi cũng thế. Đã vậy, chẳng phải nên biến kỳ vọng đó thành hiện thực hay sao? Vì chúng ta có đủ khả năng kinh tế để hỗ trợ bọn trẻ mà. Fujima nắm bàn tay lại rồi dơ lên, dung súc nghe chừng không phản bác được gì nữa nên chỉ hời hợt gật đầu mà này trước mắt chúng ta đi thay sang bộ quần áo nào thoải mái hơn được không tôi đang muốn bỏ bộ quần áo này ra tay Minako túm vào bộ váy tennis đang mặc trên người từ đúng rồi thế thì tôi đã sắp xếp cho hai người phòng ở lầu trên hai người cứ thoải mái sử dụng nhé fujima chỉ tay lên trên nhìn vợ chồng namiki đi khuất hẳn fujima nở nụ cười cố không tạo thành tiếng rồi đung đưa người, một con người bình thường điển hình. Lúc biết anh ta là nhà nghệ thuật, tôi lại cứ tưởng sẽ có tư tưởng tiến bộ lắm cơ. Tôi thì chịu thua cách nghĩ trẻ con cần được nuôi dạy để tự do lớn lên của anh ta. Rồi lại còn lý lẽ nơi học tập là trường học. Sakajiki cười chua chát, thế nên Minako có than phiền thì cũng không có gì lạ. Dẫu rằng anh ta ra vẻ bản thân theo chủ nghĩa tự do, nhưng thực chất đang thoái thác trách nhiệm. Fujima uống cạn lon cà phê, rồi đập nó xuống bàn tạo ra những tiếng lập cộc nhưng mà đâu làm gì khác được. Dù sao thì, Kaya nhìn Sakajiki. Sakajiki không đáp lại, chỉ gật đầu, trên gương mặt còn nguyên điệu cười chua chát. Ý cô là vì thằng bé không phải con ruột của anh ta. Thì chuyện không liên quan đến mình nên anh ta mới hành xử như thế. Anh ta không muốn can thiệp vào là cái chắc. Nếu vậy thì xen vào làm gì? Cứ giao hết mọi việc của Sota cho Minako là được rồi anh ta vẫn luôn như vậy thì phải sakajiki nói thế nên Minako cũng bất ngờ khi anh ta tham gia chuyến du lịch lần này hay anh ta đã thay đổi ý định nhỉ có khi là nổi hứng nhất thời thôi có lẽ anh ta chỉ muốn thể hiện cho Minako thấy rằng tôi đây cũng nghĩ cho con cái chiếu bộ fujima với tay lấy gạt tàn và bao thuốc ở cửa sổ rút ra một điếu thuốc đặt nó ngay ngắn trên bao thuốc mà này anh ta châm lửa phả ra làn khói thuốc rồi hỏi giám đốc nghệ thuật làm công việc gì nhỉ? Vợ chồng Namiki được xếp cho một phòng trên tầng 2. Căn phòng rộng chừng 8 tấm chiếu, bên trong phòng có hai chiếc giường đơn. Góc phòng đặt một chiếc bàn nhỏ kết hợp tủ nhiều ngăn, trên bàn có đèn ngủ với chụp đèn làm bằng gốm sứ, cả nhà ba người nhà chúng ta ngủ ở đây sao? Dung Súc hỏi Minako, Sota ngủ ở đằng đó. Chỗ biệt thự thuê đấy hả? Vâng. Chuyến đi này dù sao cũng là trại luyện thi mà. Không thể giống như đi du lịch bình thường được. Thử hỏi anh có thể sắp xếp lịch trình của mình cho phù hợp với thời gian tắt đèn của bọn trẻ ở đó không? Thế chỉ có bọn trẻ ngủ ở đó thôi sao? Có thầy Sukimi ở cùng. Và một người lớn nữa ngủ tại đó. Tối nay hình như là anh Sakajiki thì phải. Mà anh đừng lo, em không nhờ anh ngủ tại đó đâu. Ờ. Dung súc đưa ngón tay trỏ lên gãi má, Minako ngồi lên một chiếc giường mà em không nghĩ là anh sẽ đến đây. Vậy sao? Hôm qua em còn nghĩ có khi anh nổi hứng nhất thời thôi. Thế anh không được đến đây à? Làm gì có chuyện đó, em chỉ bất ngờ thôi. Suốt thời gian qua, anh đâu có quan tâm đến chuyện tương lai của Sota. Nhưng dù sao em cũng mừng vì anh đã đến. Bởi em muốn anh hiểu hơn về việc thi cử. Mà anh có tham khảo được điều gì trong lời anh Fujima nói ban nãy không? Anh hiểu lý lẽ của mấy người các em, nhưng tự nhiên bảo anh phải hiểu thì hơi khó em đâu có yêu cầu anh làm vậy. Anh coi điều đó là kiến thức để tiếp thu thôi. Còn lại anh cứ im lặng dõi theo em và Sota là được rồi. Im lặng à? Dung Súc đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Một con đường lộ ra ở khoảng trống giữa các nhành cây, những người khác giờ đang ở đâu vậy? Còn một cặp vợ chồng nữa nhỉ? Vợ chồng Sekitani đến biệt thự cho thuê rồi. Giờ này có lẽ họ đang phụ giúp thầy Tatsukimi ở đó các cặp vợ chồng sẽ luân phiên nhau hỗ trợ thầy ấy việc đó cũng được quyết định từ trước khi khởi hành tới đây chắc chắn là em nói với anh rồi đấy à phải rồi anh có nghe được việc đó dung súc xua tay hai người rời phòng xuống cầu thang đúng lúc đó tiếng chuông cửa sảnh ra vào vang lên có phải vợ chồng yasuko không nhỉ mà cửa có khóa đâu minako đi về phía cửa còn dung súc đến phòng khách fujima và sakajiki đang chơi cờ vua ở đó không thấy bóng dáng Kaja đâu cả, Dung Súc định ngồi xuống bên cạnh Sakajiki. Đúng lúc đó, cửa phòng khách mở ra, anh ơi, người của công ty đến. Minako nói, của công ty anh ư. Dung Súc chỉ tay vào mình. Ai vậy? Minako chưa kịp trả lời, một cô gái trẻ đã bước ra từ sau lưng cô. Cô gái dong dỏng cao, mái tóc dài buông xỏa, chào anh. Cô gái cúi đầu, trên môi nở nụ cười rạng rỡ, ta, à, ra là cô Takashina anh bỏ quên đồ tại công ty đấy không có thứ này thì anh không làm việc được ở đây nhỉ cô đưa anh cái phong bì lớn màu nâu dung súc nhận phong bì đó rồi kiểm tra bên trong thấy vài tấm ảnh sách quảng cáo anh nhìn cô gái nụ cười vẫn vương lại trên môi cô anh nuốt nước bọt rồi mở miệng nói đúng rồi quên thứ này thì nói chuyện gì nữa cảm ơn cô đã lặng lội mang đến tận đây cho tôi không có gì ạ à. mà biệt thự này đẹp thật tôi không nghĩ trên đời lại có chỗ đẹp nhường này. Ở Tokyo đang nóng như sông hơi. Thời tiết thì mát mẻ, lại còn được ở trong biệt thự tuyệt vời như thế này, tôi ghen tị với anh đấy. Cô gái nói rồi quay ra nhìn Minako. Chị thật hạnh phúc. Ông xã chị là người tốt bụng. Cô nói gì vậy? Dung súc ngượng ngùng. Tôi chưa nói với cô à. Chúng tôi không đến đây để chơi đâu. Chỉ đi theo trại luyện thi của bọn trẻ thôi. Vì chúng sắp sửa thi vào trung học. Ra là vậy. Tôi tưởng đã nói với cô rồi chứ nhỉ. Nhưng vợ chồng anh Namiki không học đúng không? Thế thì khác gì đi chơi. Cô gái nhìn Minako mong nhận được sự đồng tình. Minako dùng điều cười nhăn nhó để đáp lại, ở công ty vẫn ổn chứ. Có xảy ra rắc rối nào khi tôi không có mặt ở đó không? Không, đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn yên ổn ạ à, nhưng mà cô xuống tận đây thế này, chẳng phải những người ở lại sẽ nháo nhào lên hay sao? Cô gái trẻ bật cười cười khúc khích anh đừng lo, tôi sẽ đi ngay. Anh Namiki hãy thông thả tận hưởng cuộc sống ở biệt thự đi nhé. Nói rồi. Cô quay về phía hai người đang chơi cờ, cúi gập đầu chào. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ. À. Mái tóc dài phủ lên bờ vai đang lộ ra do cô mặc áo sát nách, cô về luôn à. Sakajiki đứng lên, hay cô uống trà nhé, hoặc đồ uống nào mát mát. Fujima đon đã, không, tôi chỉ tới để giao thứ này thôi. Cô xua tay từ chối rồi ngước nhìn Dung Súc vậy hẹn gặp lại anh ở công ty. Vâng, cảm ơn cô nhiều. Cô gái xin lỗi vì đã làm phiền một lần nữa, rồi đi về phía cửa. Thấy Dung Súc bước theo sau cô ta, Minako cũng đi theo, còn bản báo cáo đó thế nào? Dung Súc hỏi khi cô gái đang xỏ xăng đan vào chân. Báo cáo ư? Bản báo cáo đó ý, chẳng phải cô đang giúp tôi tìm hiểu mấy tư liệu hay sao? À. Cô gái gật đầu. Tôi đang làm dần, lúc nào xong sẽ báo cáo với anh. Cô nhìn sang Minako, nói xin phép cáo lui, rồi bước ra ngoài cửa, chắc phải là tài liệu quan trọng lắm thì cô ấy mới đi cả chặng đường dài để mang đến đây. Minako nhìn xuống tay Dung Súc rồi nói: "Giờ gửi qua thư điện tử cũng được mà. Có những thứ không dùng được cách đó." Dung Súc hớt hải chạy lên cầu thang, chui tọt vào phòng, quảng cái phong bì sang một bên, rồi lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác. Anh gọi cho cái tên E được lưu trên danh bạ. Lần này cũng không khác gì lần trước điện thoại chỉ vang lên tiếng chuông trả lời tự động. Anh bực dọc ném điện thoại lên trên giường, ra khỏi tòa biệt thự, Takashina Eriko bước đi trên con đường trước mặt. Giữa đường, cô lấy kính râm ở trong túi sách ra, đeo lên mắt. Tiện tay bật nguồn điện thoại, kết nối với dịch vụ trả lời tự động. Sau khi nghe thông báo không có lời nhắn nào, cô mỉm cười, rồi tắt nguồn điện thoại, bỏ nó vào trong túi sách, hai bên con đường có vài căn biệt thự trông na ná nhau. Nhưng không căn nào toát ra vẻ đang có người sống bên trong có một bãi đất trống nhỏ trên đó trồng hai cây sồi dưới một cây có mắt chiếc võng cũ kỹ hai khúc gỗ từ gốc cây xếp cạnh nhau làm thành ghế để người ngồi lên được bên trái con đường hiện ra một căn nhà mô phỏng nhà xếp gỗ trước căn nhà vài đứa trẻ ngồi tách biệt với nhau đứa nào đứa nấy cầm sổ phát họa trên tay bên cạnh chúng một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi xem chừng đang vô công rồi nghề trên gương mặt họ không giấu được vẻ chán nản cách đó không xa một người đàn ông trẻ đang chỉnh trang cái xe đạp leo núi erico đi về phía anh ta và bắt chuyện xin chào người đàn ông giật mình ngưng tay ngước lên nhìn cô à chào cô xe đạp của anh bị hỏng à à cũng chưa đến mức hỏng chỉ trục trặc chút thôi người đàn ông lau mồ hôi bằng chiếc khăn mặt vắt trên vai cô cũng ở trong khu biệt thự này ư không tôi có việc nên đến gặp người quen ở đây ra là vậy những đứa trẻ ở đằng kia đang làm gì vậy nhỉ chúng vẽ phát họa nghe nói đó là bài tập hè của chúng ồ vậy con của anh là một trong số những đứa đứa trẻ đó à không không anh ta mỉm cười lắc đầu tôi là giáo viên luyện thi có thể gọi là trại luyện thi đặc biệt tôi được bố mẹ bọn trẻ mời đến để tham gia trại luyện thi ư nghe chừng thú vị đấy cô ngồi xuống cái ghế ở gần đó người phụ nữ đó là ai nhỉ Sekitani Takashi ngước mắt nhìn lên phía con đường. Anh trông thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế ở vệ đường, có khi nào là người quen của thầy Tsukimi không? Sekitani Yasuko thắc mắc. Sao người quen của thầy ấy lại đến tận đây? Làm sao em biết được? Sekitani áp cái ống nhòm đang cầm trên tay lên mắt, anh thôi đi. Yasuko nhắc nhở, anh đổ dồn sự hiếu kỳ vào gương mặt cô gái. Ngay lập tức, ánh mắt hai người chạm nhau qua ống kính. Cô gái dùng nụ cười kiều diễm để đáp lại và giơ một tay lên chào. Cơ mặt Sekitani bất giác giãn ra, một cô gái đẹp. Cơ thể cũng cân đối nữa. Dù anh có thèm nhỏ dãi thì cũng chẳng làm gì được đâu. Yasuko giật ống nhầm trên mắt chồng xuống, hay đó là người yêu của Tsukimi nhỉ? Không phải đâu. Như em được biết thì người yêu anh ta nhỏ nhắn hơn. Vả lại, chắc vì người ta chịu mất công mất việc đến tận đây. Em nói cũng đúng, mà thôi, đoán già đoán non làm gì, lát nữa hỏi thẳng tờ Sukimi là xong. Có điều anh đừng có mơ tưởng hảo huyền. Anh có mơ tưởng gì đâu. Mà này. Sekitani liếc mắt nhìn bọn trẻ, để chắc chắn không đứa nào để ý, rồi hạ giọng. Vụ kia sao rồi em? Vụ kia là sao? Em biết tổng rồi còn gì, vờ việc làm gì nữa. Đừng nói là em không mơ tưởng đấy. Chẳng phải em bảo sẽ thử rủ Reminako tham gia còn gì. Yasuko lườm mắt. Anh say mê Minako nhỉ? Anh không nói theo nghĩa đó. Vậy anh nói theo nghĩa nào? Yasuko cười toét miệng. Sekitani quay mặt đi, tay gãi cầm, thấy bảo chồng cô ấy sẽ đến đây. Chồng ư? Chồng của Minako á? Đúng vậy. Có khi đến rồi ấy chứ? Vì thế, anh nên bỏ ý định đó đi. Vậy ư, chồng cô ấy đến rồi à? Sekitani biểu môi có vẻ chưng hững, rồi khẽ gật đầu, Yasuko đã đứng dậy, đi về phía sau lưng một cậu bé, Sota vẻ đẹp quá. Chắc di truyền từ bố nhỉ. Haruki nhà cô mà vẻ đẹp như cháu thì tốt. Sekitani cũng đi một vòng nhìn tranh của mấy đứa trẻ. Nhưng không bình luận câu gì. Thi thoảng anh đưa ống nhầm lên mắt, để quan sát hai người đang ngồi trên ghế kia, nụ cười diễm lệ của cô gái hiện trên ống nhầm ban nãy đã biến mất. Ở bên cạnh đó, gương mặt tờ Tsukimi cũng trở nên đăm chiêu. Sekitani bỏ ống nhầm khỏi mắt, khẽ nghiêng đầu khi Namiki Junsuk đang làm việc trên máy tính sách tay ở trong phòng. Minako không gõ cửa, sọc vào trong, anh ơi, ăn cơm. Giọng cô gọi cộc lốc, đã đến giờ rồi à. Anh tắt nguồn máy tính, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối mịt, anh đâu cần vừa đến đây đã làm việc ngay. Anh làm xong rồi. Anh đứng dậy, bước xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng trò chuyện huyên náo vọng ra từ phòng khách. Minako mở cửa, đi ra ngoài trước, cái cửa kính nhìn ra vườn mở toang. Đám người có cả Fujima đã ra vườn. Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ. Cả hai đều đeo tạp về. Một trong hai người đó là Fujima Kaja, Yasuko, để tới giới thiệu chồng mình với cậu. Minako cất giọng gọi một người trong số đó. Người phụ nữ trung niên đậm người, hơi tròn trịa ấy toan mang món khai vị ra vườn, nghe Minako nói vậy liền bưng cái khay trở lại bàn. Hân hạnh được biết anh. Tôi là Sekitani cô ta tươi cười cúi chào tôi thường xuyên nghe vợ nhắc đến cô mà bây giờ mới có dịp gặp mặt cảm ơn cô đã luôn giúp đỡ vợ tôi người nói câu cảm ơn phải là tôi mới đúng tôi mới luôn được Minako giúp đỡ từ hồi còn học ở trường nữ sinh nói rồi sekitani yasuko nhìn Minako lè lưỡi ra trêu chọc một người đàn ông từ ngoài vườn đi vào trong nhà anh ta gầy gò tráng bị bò liếm nụ cười đang nở trên môi tôi là sekitani không biết tôi có mang danh thiếp không anh ta lục tìm trong túi quần tôi là namiki hôm nay đã làm phiền anh rồi mong anh bỏ qua cho mọi người thay phiên nhau làm mà nên anh đừng bận tâm quá chúng tôi cũng sẽ làm phiền anh namiki đấy nghe nói anh làm công việc về xây dựng tình hình ngành xây dựng thế nào ạ à? vẫn chưa thấy khởi sắc có vẻ phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa anh ta nhăn nhó khuôn mặt quá mức cần thiết một người đàn ông trẻ đứng sau lưng sekitani anh ta cũng đang nhìn dung súc Minako ở bên cạnh nói xen vào anh này đây là thầy tờ sukimi à vậy anh là thầy giáo a dung súc gật đầu mong được anh giúp đỡ người thanh niên trẻ cúi đầu cảm ơn thầy đã luôn quan tâm đến Sota nhà tôi mong thầy tiếp tục chiếu cố cho cháu nghe vậy tờ sukimi vội lắc đầu anh ta trục cầm lại ngước mắt nhìn lên Sota là cậu bé ngoan thành tích học của cháu tốt nên tôi không có gì phải nhọc công cả. Hẳn anh chị đã nuôi dạy cháu rất tốt. Nụ cười thoáng hiện trên hai khóe miệng anh ta, nét mặt ấy toát lên sự thành thật, nào tôi có làm được gì đâu. Dung Súc cười nhăn nhó, nhưng chẳng phải lần này anh đã đi cả quãng đường dài để đến tận đây sao. Trong lúc còn bận trăm công nghìn việc, Tờ Sukimi nói, Người thờ ơ với con cái sẽ không làm được như vậy. Hay là anh có mục đích nào khác? Dung Súc vụt tắt điệu cười nhăn nhó, nhìn thẳng vào khuôn mặt của thầy giáo luyện thi, quả quyết nói, tôi không có mục đích nào khác. Sự thật đúng là như vậy. Thấy chưa, điều đó chứng minh ta có ông bố tuyệt vời đấy. Dung Súc làm điều cười hời hợt, nghiêng đầu, cố cho mọi người thấy, tôi xin lỗi vì xuống muộn. Tiếng nói phát ra ở sau lưng Dung Súc. Anh ngoảnh lại, thấy Sakajiki đang dẫn một người phụ nữ đi vào phòng khách. Đường nét trên khuôn mặt cô ta giống y như con búp bê Nhật nhưng trên gương mặt trắng trẻo lại phản phất sắc xanh sao. Cô ta mặc váy dài liền thân, Kimiko, cô ổn không? Giọng Minako không giấu được vẻ lo lắng, cô ta khẽ cười rồi gật đầu. Tôi ổn mà. Xin lỗi vì tôi không đỡ đần mọi người được gì cả. Cô ta uể oải đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ, đừng nghĩ ngợi chuyện đó, cô đã hết sốt chưa? Trông có vẻ chưa đến 37 độ. Tôi nghĩ là ổn rồi. Sakajiki trả lời thay vợ, đừng làm gì quá sức nhé cô cứ nghỉ ngơi bao lâu cũng được fujima nói sau khi từ vườn đi vào phòng khách cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng mà nếu thế thì không hiểu tôi đến đây để làm gì nữa ánh mắt cô ta dừng lại khuôn mặt dung súc xin hỏi anh là của minako tôi là namiki dung súc cúi đầu và chào hỏi lại một lần nữa giống như ban nãy xem ra sakajiki kimiko bị mệt từ hôm qua nên nằm ngủ suốt ngày hôm nay có vẻ cô ấy bẩm sinh đã ốm yếu Minako nói thầm vào tai Dung Súc sau khi tách khỏi vợ chồng Sakajiki, đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa ở sảnh ra vào vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Ồ, có khi nào là vị khách đó? Tsukimi nói bâng quơ, rồi nhìn Fujima. Như lúc nãy tôi bảo anh đấy. À à. Fujima gật gù, đợi Tsukimi đi ra sảnh, Dung Súc quay sang hỏi Minako, khách nào vậy? Ai mà biết được? Cô nghiêng đầu tỏ ý không hiểu chẳng mấy chốc sau đó, tờ đã quay lại. Dung súc mở to mắt nhìn vị khách bước vào phòng khách sau tờ đó là Takashina Eriko, nào, chào mừng cô tới đây. Fujima cất giọng niềm nở, tôi xin mạng phép đến đây. Vì qua lời anh tờ kể, có vẻ mọi người ở đây rất vui à, chúng tôi lấy làm vinh dự. Có cô gái trẻ đẹp nhập hội thì niềm vui sẽ tăng lên gấp bội. Sekitani góp lời, ơ kìa, mà này. Dung Súc mang vẻ mặt đầy nghi vấn lần lượt nhìn mặt Eriko và nhóm Fujima. Chuyện này là thế nào? Không phải cô về Tokyo luôn rồi à? Lúc đầu tôi cũng định như thế, nhưng trên đường ra thì gặp anh Tsukimi và anh Sekitani, lại được họ mời ở lại ăn tối. Eriko cười toe toét, rồi cũng nhìn một lượt gương mặt của tất cả mọi người ở đó. Đến đây, Sekitani vội giải thích, chẳng phải cô ấy đến đưa đồ cho anh Namiki sao? Để cô ấy lặn lội đến đây xong lại về luôn thì tội quá, nên tôi nghĩ ít nhất cũng mời cô ấy ở lại đây vui vẻ một đêm một đêm nghĩa là cô sẽ ngủ tại đây sao dung súc hỏi eriko chỗ ngủ thì thiếu gì fujima nói xen vào có thể anh namiki không muốn người cùng công ty trông thấy cuộc sống riêng tư của mình nhưng trong hôm nay hãy nghĩ cô takashina là khách của chúng ta nhưng mà thôi được rồi sẽ vui lắm đây sakajiki vô tư nói tôi tiếc ngẩn người vì tưởng cô về luôn đấy thế này thì cô sẽ mang một làn gió mới đến buổi tiệc nướng của chúng tôi. Ái chà, xin lỗi vì ở đây toàn gương mặt anh nhìn chán rồi nhé. Vài người cười ồ lên trước câu bông đùa của Sekitani Yasuko, dung súc chỉ lặng lẽ nhìn Eriko mà không nói gì. Cô cũng nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười ẩn ý, đến bữa tối, buổi tiệc nướng được tổ chức trong phòng khách và sân vườn. Duy có thời gian này, bố mẹ mới được ở cùng con cái nên các gia đình tự khắc đứng quay lại cạnh nhau, việc học thế nào hả con? có hiệu quả không? Dung súc hỏi Sota lúc cậu bé đang cắn xiên thịt. Hai người ngồi cạnh nhau, ngồi lên thùng bia thay cho ghế. Minako đang chuyển đồ uống cho mọi người ở cách đó không xa. Vâng, cũng tạm tạm ạ. À. Sota trả lời bằng giọng đều đều không ngữ điệu. Kiểu tóc dài phủ kín đôi tai của cậu bé là kiểu tóc mà Minako yêu thích. Tay chân cậu bé thon dài, cổ nhỏ, học từ sáng đến tối chắc con vất vả lắm nhỉ. Tại con không được lựa chọn mà sô ta trả lời đầu vẫn cúi gằm dung súc cầm lon bia trên tay ghé tài sô thì thầm mặc kệ việc thi cử đi con nếu con không muốn vào trường trung học tư thục thì không thi cũng được không cần gượng ép bản thân làm việc mà mình không muốn sô không phản ứng lại chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm xiên thịt trong thoáng chốc bầu không khí trở nên tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ miệng đứa trẻ mười một tuổi dung súc đi tìm erico Cô đang vui vẻ tán gẫu gì đó với Sakajiki, trên tay cầm ly rượu vang, cô ta có mục đích gì thế nhỉ? Minako đã đến bên cạnh Dung Súc, thì thầm vào tai anh từ lúc nào? Em tưởng cô ta chỉ đến đưa đồ cho anh thôi, ai dè lại bất thình lình xuất hiện ở đây thế này? Em không biết cô ấy được mời đến đây à? Em không biết. Anh cũng tưởng cô ấy về ngay lúc đó rồi. Dù người ta có mời mọc thế nào, thì cũng đừng vô tư nhận lời như thế chứ. Đúng là không biết ý biết tứ gì cả trong khi đám tờ sukimi chắc chỉ mời xã giao thôi dung im lặng nhưng lon bia thấy sakajiki đã lãng ra chỗ khác eriko nhìn nhanh về phía dung anh đứng dậy đi về phía cô minako bắt đầu nói chuyện với sekitani yasuko anh có những người bạn vui tính đấy eriko ngước nhìn dung súc sao em lại tắt điện thoại anh đã gọi em mấy lần rồi thế à tại em tưởng không có việc gì gấp thôi chuyện đó thế nào cũng được quan trọng hơn việc em đang làm ở đây có mục đích gì vậy có gì không được sao chắc chắn là không rồi em đến đây làm gì lại còn nói dối là anh bỏ quên đồ em đã nói gì với mấy người ở công ty thế em xin nghỉ phép rồi mà em không ngờ lại bị anh nói thế này bởi em chỉ đang làm theo lệnh của anh thôi lệnh của anh ư anh không nhớ là mình đã bảo em đến đây nhưng anh đã lệnh cho em làm việc đó việc đó thì Dung Súc đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, rồi mới hạ giọng. Đúng là anh đã nhờ em làm việc đó. Nhưng em không cần phải đến tận đây, đúng không? Ngược lại, em có thể tranh thủ điều tra nhân lúc bọn họ không ở đó. Vì vậy, Erico lệ cái lưỡi màu hồng ra như thể trêu chọc. Em đã điều tra tất cả những gì có thể và đến đây để hoàn thiện việc điều tra đó đây. Vậy, em nắm được thông tin gì rồi à? Có lẽ... Erico nhếch một bên khóe môi, nói vậy là em biết kẻ đó là ai rồi sao? Quả nhiên là Tsukimi đúng không? Dù anh cố nói nhỏ, nhưng không giấu được giọng điệu gay gắt, vẻ mặt đáng sợ đó sẽ khiến anh bị nghi ngờ đấy. Vợ anh đang nhìn chúng ta. Eriko nhìn ra phía sau anh. Chi tiết em sẽ nói sau nhé. Gần đây có một khách sạn tên là Lexis, anh có biết không? Vậy sao? Anh không biết. Ra khỏi khu biệt thự, đẻ trái, đi thêm khoảng 50 mét là thấy Tầng 1 của khách sạn đó là sảnh phục vụ đồ uống Chúng ta hãy gặp nhau ở đó lúc 10 giờ À không, 10 giờ 30 phút đi Hình như sảnh đó mở đến 11 giờ Em biết rõ thật đấy Tại vì em sẽ nghỉ tại khách sạn đó Nghỉ tại đó ư ừ. Nhưng chẳng phải ban nãy em bảo sẽ ngủ ở đây sao Anh muốn em làm thế à Cô nhìn anh, nụ cười vẫn phản phất trên môi Dung sút quay mặt đi một chốc rồi lại nhìn cô. Anh khó mà viện lý do để rời khỏi đây vào thời gian đó. Nếu vậy thì anh không đến cũng được. Anh nhất định sẽ đến. Nhưng trước tiên anh muốn biết tên của kẻ đó ngay bây giờ, tại đây. Hiện giờ em chưa thể nói gì. Nhưng mà sau hai tiếng nữa, chắc em sẽ biết thôi. Đừng lo, em đã nắm thóp của hắn ta. Nói rồi, cô nhanh nhẹn bước qua dung súc. Trước khi rời đi, cô còn quay lưng về phía anh nói thêm, Sota có vẻ là một cậu bé ngoan lại học tốt nữa. Chắc cậu bé sẽ thi đổ vào ngôi trường mình hằng mong muốn. Dung súc hít một hơi. Nhưng anh chưa kịp nói điều gì, Eriko đã nhanh chân rời khỏi đó, con đã quyết định sẽ làm gì trước khi đi ngủ chưa? Fujima hỏi cậu con trai Naoto. Hai bố con ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn kê ở ngoài vườn, bài kiểm tra chữ kanji. Naoto bực bội trả lời. Cậu bé có vóc dáng thâm thấp, đậm người, gương mặt trắng trẻo như con gái, con định làm mấy trang con chưa nghĩ đến thế thì không được rồi phải quyết định mình sẽ làm đến đâu ngay từ đầu chứ nếu không con sẽ chỉ kéo thời gian dài lê thê ra thôi bố hiểu rồi vậy con làm ba trang đi làm xong mà vẫn dư thời gian thì làm thêm bài tập toán con thấy được không cậu con trai gật đầu nét mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ biểu cảm trên gương mặt hầm hầm ấy như nói rằng món gà nướng đang ăn không còn ngon một chút nào này con bạn xô ta giỏi thế cơ à ở bên cạnh lặng lặng ngồi nghe cuộc hội thoại của hai bố con sau cùng ca giờ cũng lên tiếng Naoto đang uống nước ép im lặng gật đầu thay cho câu trả lời em nói gì vậy sao lại nhắc đến Shota ở đây Fujima hỏi là tại vì lúc nãy thầy Tsukimi cũng nói còn gì rằng Shota rất giỏi đó đơn thuần là lời khen xã giao thôi em không cần cả nghĩ thế nhở Shota thi đổ còn Naoto nhà mình trượt thì sao thôi đi Fujima chau mày. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Vì Naoto là con trai anh. Nhưng mà, vẫn có những chuyện chẳng may mà. Không bao giờ có chuyện đó. Fujima nốc cạn lon bia. Anh đang cố gắng làm hết mọi việc trong khả năng của mình. Em hiểu rõ điều đó mà. Thì đúng là như vậy, nhưng mà... Em không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần nghĩ xem làm thế nào để tạo ra môi trường thuận lợi cho Naoto học thôi. Kaja đâm chiêu thở dài, em đâu cần phải gắn gượng để tới đây sakajiki cắn miếng thịt trên xiên rồi nói với vợ mình kimiko hầu như không nói gì chỉ lặng lẽ uống nước có lẽ thấy lạnh nên cô khoác thêm áo len mỏng cậu con trai lớn ta khuya đang nhai miếng dứa ở cách đó không xa người nói em nhất định phải tham gia trại luyện thi là anh đấy nhé thì anh đã bảo là mình anh lo được cho ta rồi mà em đến tận đây rồi lại sốt thế này là làm phiền mọi người chứ còn gì nữa ờ à, ý anh là biết thế để em ở nhà đúng không bỏ lại mình em và mẹ anh trong căn hộ chật chội đó em cũng có thể về nhà bố mẹ mình sakajiki bỏ xiên thịt lên trên đĩa kimiko không nhìn mặt chồng cô cọ người vào chiếc áo khoác len anh nói vậy nghĩa là không muốn em đến đây không phải như vậy anh chỉ nói nếu em mệt thì không cần gượng ép bản thân thế thôi được rồi anh khỏi cần giải thích anh tưởng em không biết gì sao nghe vậy sakajiki hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi em nói chuyện gì anh đừng vờ việc ban ngày anh chơi tennis vui vẻ đến thế mà em nói thế là sao chẳng lẽ anh không được chơi tennis à em không hề có ý đó anh biết rõ mà anh chẳng hiểu em đang nói chuyện gì nữa sakajiki bực dọc đứng dậy tám giờ bọn trẻ quay lại biệt thự cho thuê bố mẹ của từng đứa cũng tập trung lại trước sảnh để tiễn con mình anh Sakajiki, vậy nhờ anh giúp đỡ mấy đứa trẻ. Fujima giờ nói với Sakajiki, vâng, cứ giao việc đó cho tôi. Ồ, anh Sakajiki sẽ đến biệt thự đằng đó à? Takashina Eriko hỏi, ừ, cũng phải đi chứ để một mình thầy Tsukimi xoay sở thì ấy nấy lắm. Vậy à, hẳn biệt thự đó cũng đẹp lắm nhỉ? Nói thế nào nhỉ? Vì đó là biệt thự cho thuê mà. Sakajiki nghiêng đầu, sau một thoáng phân vân. Anh ta mở lời nói tiếp nếu tiện thì cô có muốn đi cùng tôi qua đó không tôi đi được không ạ à? cô tròn mắt ngạc nhiên được chứ sao cũng không ảnh hưởng gì mà sakajiki ướm lời mắt dò xét những người khác tuy là biệt thự cho thuê nhưng khá lộng lẫy mới hơn hẳn căn này fujima tươi cười nói vậy cho tôi ngắm một chút được không ạ à? sakajiki gật đầu liên tục vậy xin mời xin mời thế thì tạm thời chưa xếp phòng cho cô takashina vội biết đâu cô ấy lại bảo thích ở biệt thự cho thuê hơn. Nghe Fujima nói. Vài người mỉm cười, sau cuộc trao đổi trên, Sakajiki dẫn bốn đứa trẻ cùng với Eriko rời biệt thự của Fujima. Bọn trẻ cắm cúi đi đằng trước, hai người nối gót ở đằng sau, tôi thấy ghen tị với anh Namiki khi ngày ngày được làm việc chung với người như cô Takashina đây. Sakajiki buông lời khen ngợi, chân vẫn bước đi. Anh liếc sang bên cạnh nhìn gương mặt nghiêng của Eriko, anh khéo nói thật đấy anh luôn khen ngợi phụ nữ thế này à? Đâu có, tôi nói thật lòng mà. Có thể cô nghĩ tôi đang tân bốc, nhưng thật lòng tôi nghĩ cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Cảm ơn anh đã dành lời khen. Erico cúi đầu, rồi sau đó nhìn bọn trẻ đang đi phía trước. Ta quy xem ra có năng khiếu vận động, cậu bé chơi môn thể thao gì vậy? Thằng bé chơi bóng đá. Mặc dù nó vận động cơ thể tốt, nhưng đầu óc lại không nhanh nhạy lắm. Tôi cứ lo nó sẽ làm vướng tay vướng chân những đứa khác, nhưng cậu bé đã đặt mục tiêu thi vào trường trung học tư thục nhỉ. Thế cũng là giỏi rồi. Đặt mục tiêu thì ai chẳng làm được. Cá nhân tôi thấy trường công lập ở địa phương cũng không tồi, nhưng mà tôi còn giao du với mọi người nữa. Cho nên không thể tách nhóm, một mình một kiểu được. Vậy ra mọi người đều cho con dự thi vào trường trung học tư thục à? Ừ, gọi là đi theo cả nhóm thì. Sakajiki bỏ lửng vế cuối, họ đã đến biệt thự cho thuê kiểu nhà xếp gỗ. Bọn trẻ im lặng nhìn Sakajiki mở khóa cửa. Cả lúc cửa mở, đi vào trong nhà rồi, bọn chúng vẫn yên lặng không nói lời nào, cả bốn đứa đều đi giày giống nhau nhỉ. Đó là do nhà trường yêu cầu ư? Eriko nói khi nhìn những đôi giày bọn trẻ cởi ra, chúng tôi mua ở cùng một cửa hàng mà anh Fujima giới thiệu. Nghe đâu những đôi giày đó giúp bọn trẻ thông minh hơn. Đầu óc thông minh hơn ư? Eriko cười ngặt nghẽo, cô cười cũng phải thôi đến tôi lúc nghe chuyện đó còn không nghĩ là thật à không đến giờ tôi vẫn thấy khó tin đấy nó giống như một dạng bùa may mắn vậy có căn cứ khoa học nào không ạ à? à có đấy anh ấy nói chân trái và chân phải của con người vốn có chiều dài khác nhau nên xương sống dần dần bị con vẹo để tạo sự cân bằng cho hai chân và trong xương sống có tủy sống mà dây thần kinh trong tủy sống chạy đến não nên xương sống bị con vẹo khiến não hoạt động kém À! Erico gật gù. Nếu nghe giả thuyết đó thì cũng thấy thuyết phục đấy chứ. Đúng vậy không? Vì trên đời này thiếu gì thiên tài với dáng người siêu vẹo. Trong lúc hai người mãi nói chuyện, bọn trẻ đã đi lên cầu thang. Sakajiki mở cánh cửa cuối hành lang ra. Trong đó là một sảnh phục vụ đồ uống rộng rãi. Chính giữa căn phòng là một cái bàn lớn. Ở bên cạnh có tấm bảng trắng do Fujima đem đến, biệt thự đẹp quá. Tiền thuê bao nhiêu nhỉ? có khi lần tới mình cũng thu xếp đến đây cùng ai đó Eriko lẩm bẩm một mình khi nhìn quanh bức tường được tạo nên bởi các khối gỗ xếp chồng lên nhau cô muốn dẫn ai đến đây à sakajiki cười toe toét nhưng cô chỉ cười thay cho câu trả lời sakajiki mở tủ lạnh ở bên cạnh bồn rửa tay nhỏ cô muốn uống gì không thấy bảo có một ít đồ uống trong này không thấy Eriko trả lời anh lấy ra hai lon nước ép bởi không thấy đồ uống có cồn trong tủ lạnh, vậy anh và thầy Tsukimi sẽ trông chừng tối nay nhỉ? Ừ, hôm nay tới phiên của tôi. Sakajiki đặt hai lon nước ép lên bàn, xếp cạnh nhau và ngồi xuống ghế. Cô cũng ngồi đi. Vợ anh trông không được khỏe, anh ở đây thế này có sao không? Sakajiki giật khoen lon nước, cười xếp một bên gò má. Chuyện như cơm bữa mà. Sau cuộc phẫu thuật đó, cô ấy cứ ống đau liên miên tôi cũng quen với việc đó rồi phẫu thuật ư cô ấy bị u ác tính nên đã cắt bỏ tử cung và buồn trứng ra vậy eriko nói rồi ngồi xuống ghế chỗ cô ngồi ở giữa sakajiki và cái bàn ngọt bùi đắng cây tôi đều trải qua hết rồi dù gì vợ tôi cũng không còn là phụ nữ nữa sakajiki nhíu mày đăm chiêu uống lon nước ép sau đó đắm đuối nhìn eriko cô vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi câu hỏi ban nãy ư người yêu ý cô có không ai mà biết được eriko lại mỉm cười trong biệt thự của fujima trừ vợ chồng sakajiki ra mọi người đang ngồi quay quần quanh chiếc bàn ở phòng khách tsukimi đứng yên tại chỗ mắt đảo quanh nhìn khắp lượt bọn họ tiếp theo tôi xin nói về giải pháp cho câu hỏi thời sự dù gọi là như vậy nhưng không có môn học nào mang tên thời sự cả mà câu hỏi thời sự được khéo léo lồng ghép trong các câu hỏi về lịch sử địa lý hay công dân dù chiếm tỷ lệ trong thang điểm không nhiều, nhưng những đứa trẻ học tốt chắc chắn kiếm được điểm ở dạng câu hỏi này. Cũng không phải đánh đố gì cả, thắng thua đều dựa vào kiến thức cơ bản thôi, nên anh chị hãy nghĩ rằng con mình giải được mấy câu hỏi này trong tầm tay. Tsukimi nói rành mạch như phát thanh viên truyền hình, trên gương mặt ưa nhìn ấy hầu như không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Những gia đình đang có thông lệ xem tivi vào giờ ăn, hãy duy trì thói quen đó, xem thời sự nhiều nhất có thể trong trường hợp bữa ăn không trùng với giờ chiếu thời sự. Có thể ghi hình vào video, đến giờ ăn thì bật lên xem. Không phải để con xem một mình đâu nhé, cả nhà cùng phải xem, rồi bàn luận với nhau. Bởi cách làm này động lại ấn tượng sâu sắc hơn hết thảy. Nếu chương trình xuất hiện những từ bọn trẻ không hiểu thì bố mẹ cố gắng giải thích ngay lúc đó. Dung súc ngáp không ngừng nghỉ, anh đưa tay đeo đồng hồ xuống dưới bàn, len lén nhìn giờ. Đã 8 giờ 40 phút rồi, không biết tôi giải thích được cho con không? giọng Fujima Kajosen lẫn bất an, bố mẹ hãy học tập hàng ngày để làm được như thế. Tờ Tsukimi nói như muốn buông xuôi. Dẫu không trả lời được ngay, cũng phải tìm hiểu ngay lúc ấy, chứ đừng bỏ ngỏ. Với những câu hỏi về thời sự này, chỉ cần bố mẹ lật lại những bài báo cũ là hầu như biết được đáp án. Các ông bố bà mẹ gật gù không ngớt trước lời căn dặn của thầy giáo luyện thi dung xuất cũng làm bộ ghi chép lại có lẽ phải tổng hợp lại tất cả những tin tức thời sự quan trọng đã xảy ra tính đến thời điểm này của năm nay fujima nhìn về phía vợ và nói việc đó cũng quan trọng nhưng tôi cho rằng cần chú trọng những tin tức được đưa ra từ thời điểm bây giờ đến cuối năm hơn vì nghe đồn những câu hỏi trong kỳ thi đầu vào sẽ được soạn ra từ bây giờ con người làm ra câu hỏi nên có khuynh hướng sử dụng những sự kiện còn mới trong ký ức của mình ra là vậy những câu hỏi sẽ được soạn từ bây giờ à Fujima lẩm nhẩm trong miệng. Ngồi bên cạnh, Sekitani ho nhẹ, Tsukimi nói xong cũng là lúc kim đồng hồ chỉ hơn 9 giờ, Dung nói thầm vào tai Minako, anh không nghĩ là có cả hội học tập cho bố mẹ đấy. Có phải chuyện gì to tác đâu? Đúng vậy. Chuyện chẳng có gì to tác. Chỉ là giọng điệu của anh ta khiến anh liên tưởng đến mấy kẻ làm công việc tư vấn doanh nghiệp. Mặc dù nội dung sơ sài, nhưng lại dùng cách nói ra vẻ trình trọng lắm, làm người nghe lầm tưởng rằng mình đang nghe chuyện hệ trọng. Không đợi chồng nói hết câu, Minako đã đứng dậy. Thầy vất vả rồi. Để tôi pha cà phê nhé. Cô nói và đi về phía bếp. À thôi, tôi không cần đâu. Tatsukimi khẽ xua tay. Tôi lo cho bọn trẻ nên muốn về biệt thự đằng kia. Không sao đâu, uống một cốc cà phê không mất nhiều thời gian đến thế. Fujima cố giữ chân, tôi không cần thật mà. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng không uống cà phê đâu nhé. Tôi sẽ về phòng vì có việc cần làm. Sekitani nói rồi rời đi trước, chừng hai, ba phút sau, tờ Tsukimi quay lại, gương mặt phản phất sự nghi hoặc, Tơ, thầy giáo à. Thầy để quên đồ sao? Minako hỏi, không, thật ra tôi bị mất giày. Mà chỉ mất một chiếc. Giày á? Một chiếc ư? Fujima bật cười. Hay anh Sakajiki đi nhầm giày của thầy nhỉ? nhưng mà nhầm một chiếc thì cũng lạ đấy. Mọi người cùng đổ xô về phía sảnh ra vào. Dung súc cũng đi theo, trước sảnh, giày da của đàn ông và xăng đan của phụ nữ được xếp gọn gàng. Nhưng cách đó không xa, chỉ có một chiếc giày da lộn bên chân trái. À đúng thật này. Là thật. Đến sau Minako, Dung súc nhìn xuống chiếc giày da chỉ có một bên và nói, có khi để vào tủ giày rồi cũng nên. Fujima Kaze nhầm vào tủ giày. Không có rồi. Là nhỉ, Chắc anh Sakajiki không đi nhầm đấy chứ? Fujima lặp lại câu nói ban nãy, chắc không có ở ngoài đâu nhỉ? Sekitani Yasuko nghiêng đầu, chân sỏ sang đang bước ra ngoài, thầy có chắc là để giày ở đây không? Dung súc xác nhận lại, chắc chắn tôi để ở đây. Tại vì chiếc giày bên trái vẫn đây mà, chuyện đó nhầm làm sao được? Vợ chồng Fujima lại tìm trong tủ giày một lần nữa. Minako thì đi hẳn ra ngoài. Dung súc cũng đi theo sau họ bắt đầu công cuộc tìm giày. Sekitani Yasuko cầm đèn pin trên tay, rọi vào bụi cây cách đó không xa để tìm kiếm, rất xin lỗi mọi người. Tsukimi ở đằng sau nói. Sao lại xảy ra chuyện này nhỉ? Có khi bọn mèo hoang tha đi mất rồi. Minako nói, tay cầm chổi quơ vào bụi cây, ở đây có mèo hoang không nhỉ? Sekitani Yasuko nói khi đi men theo tường của biệt thự. Cứ cho là có mèo đi chăng nữa, làm sao chúng mở được cửa sảnh ra? hay là bọn trẻ bay trò? Dung Súc đóng góp ý kiến. Trên đường quay lại biệt thự đằng kia. Chúng cố tình giấu đi chẳng hạn. Chúng mà làm việc trẻ con đó à? Minako nói, thì chúng là trẻ con còn gì? Ý em là bọn trẻ không đến mức trẻ con như anh nghĩ đâu. Anh thì không cho là thế. Dung Súc nghiêng đầu hoài nghi, Sekitani Yasuko ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Cô ta bước vào trong bụi cây, ngồi thụt xuống, tiếp theo cầm một chiếc giày da lộn rồi đứng dậy thầy Tatsukimi, có phải giày của thầy đây không? À, đúng rồi, đó là giày của tôi. Chắc chắn đấy. Sao lại ở đó được nhỉ? Không hiểu vì lý do gì, Minako nhìn dung súc. Anh giang tay sang hai bên tỏ ý không biết, dù sao cũng tìm được rồi. May quá. Cảm ơn mọi người. Tsukimi cúi đầu, xỏ chiếc giày vừa tìm thấy vào chân bên phải, tìm thấy giày rồi à. Fujima đứng ở sảnh ra vào. Sao lại thế nhỉ, chuyện thế này đã bao giờ xảy ra đâu quả nhiên là trò của lũ mèo hoang rồi mà thôi mọi người vào trong đi ạ à, ngoài này lạnh lắm tsukimi dục mấy người cùng dung súc đi vào trong biệt thự riêng anh ta không vào hai chân vẫn xỏ dày rồi cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền hẹn mọi người ngày mai chúc thầy ngủ ngon mọi người cùng nhau nhìn theo bóng lưng thầy giáo luyện thi cho đến khi anh ta đi khuất dạng dung súc quay lại phòng mình sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài anh chờ 5 phút, rồi xuống cầu thang. Minako đang nói chuyện với Fujima cùng mấy người nữa trong phòng khách. Trong thấy chồng, cô liền cất lời hỏi, có chuyện gì vậy? Sao giờ này anh lại ăn mặc thế kia? Có chuyện không hay? Dung súc làm điệu bộ nhăn nhó. Video quảng cáo anh làm hôm trước gặp sự cố. Hết cách rồi, anh phải đi ngay bây giờ. Bây giờ ư? Vì công việc sao? Đi vào lúc này ư? Minako tròn mắt ngạc nhiên những người khác cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt anh muốn giải quyết xong xuôi trước buổi trưa mai dung súc nhìn về phía fujima cùng mấy người kia rồi cúi đầu tôi có việc đột xuất như đã nói ở trên xin lỗi vì vừa mới đến mà đã phải đi thế này vậy tôi xin phép cáo lui anh đã nói vậy thì cũng không còn cách nào khác sau fujima đến lượt vợ anh ta niềm nở nhưng mà anh hãy cẩn thận đấy đêm hôm khuya khoác thế này mà lái xe thì vất vả lắm cảm ơn hai người dung súc cúi đầu lần nữa anh đi ra sảnh thấy đôi giày của mình được xếp ngay ngắn ở đó ngoài đôi giày đó ra không thấy đôi nào nữa ca giờ dọn đấy minako nói chuyện giày của thầy tsukimi bị mất khiến cô ấy cứ bận lòng mãi dù chuyện cũng chẳng có gì ừ vợ chồng fujima tiễn anh ra cửa fujima cũng bảo sẽ giải thích với những người khác giúp anh dung súc nói xin lỗi một lần nữa rồi rời căn biệt thự minako cũng nối gót theo sau lúc chồng sắp chui vào ô tô cô hỏi thế có chuyện gì vậy ý em là sao là việc anh về vào giờ này đấy thì lúc nãy anh đã giải thích rồi đó công việc của anh gặp sự cố nhưng em chưa bao giờ thấy anh vội vội vàng vàng thế này cả đó là sự cố gì vậy anh có nói em cũng không hiểu đâu dung súc chui vào trong xe thắt dây an toàn anh bật động cơ mở cửa kính xe anh sẽ giải quyết xong xuôi trước buổi sáng rồi sau đó quay lại đây Minako không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn mặt chồng dung súc đóng cửa kính rồi phóng xe lao vút đi rời khu biệt thự chạy xe thêm vài chục mét nữa anh trông thấy tấm biển khách sạn LAKESIDE. đó là một tòa nhà nhỏ xinh trước sảnh tòa nhà là một bãi đổ xe rộng dù có khoảng hai ba chục xe đang đổ ở đó bãi vẫn còn hơn nữa để trống dung súc đổ xe vào trong góc tay cầm áo khoác bước xuống xe bước qua hai cái cửa kính anh thấy quầy lễ tân ở bên trái, đằng trước quầy lễ tân, một hành lang trải dài tiếp tắp. Dung súc nhìn vào bên trong. Một sảnh phục vụ đồ uống với không gian mở. Bên trong sảnh náo nhiệt với khách khứa tấp nập, anh ngồi vào chỗ có thể dễ dàng quan sát cửa ra vào, gọi một cốc soda bao bân. Tiếp đó, anh lấy ra bao thuốc trong túi áo khoác, châm lửa bằng chiếc bật lửa Zippo. Rít một hơi thật sâu làn khói thuốc màu xám anh phả ra trôi bồng bệnh trong không gian chìm trong bóng tối mờ ảo uống hết một nửa cốc soda bao bân anh lấy ví ra nhìn bằng lái xe và thẻ hội viên cửa hàng cho thuê băng để nhét bên trong một góc của túi đựng bao cao su lộ ra anh cất ví lại chỗ cũ sau đó anh rít thêm một hơi thuốc nuốt trôi soda bao bân qua cổ họng sau khi đưa cốc soda bao bân thứ hai lên miệng anh nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, Erico không xuất hiện những vị khách xung quanh lần lượt từng người rời chỗ. Dung súc hút thêm một điếu thuốc nữa. Định bụng đợi thêm 5 phút nữa thôi. 5 phút lại trôi qua, anh dụi điếu thuốc ấy vào gạt tàn và đứng dậy. Dẫu đã được đổ vài lần, nhưng bên trong cái gạt tàn, đầu mẫu thuốc lá vẫn chất thành đống, bước ra khỏi quán bar, Dung súc lấy điện thoại ra, thử gọi đến số được lưu trên danh bà là E. Nguyên ngày hôm nay, đã mấy lần anh phải nghe tin nhắn trả lời tự động từ số này. Lần này điện thoại đã được kết nối tiếng đổ chuông vang đến bên tai anh nhìn chuông reo hơn chục lần erico vẫn không nhấc máy dung sút bỏ cuộc bực bội tắt cuộc gọi bật màn hình trực tiếp ấn số điện thoại không chệch đi đâu được số anh ấn hiện dòng chữ e trên màn hình anh đợi thêm chút nữa điện thoại lại chuyển sang chế độ trả lời tự động anh chép miệng bất giác lẩm bẩm trong miệng cô ta đang làm cái quái gì thế không biết sảnh phục vụ đồ uống đến giờ đóng cửa nhân viên bắt đầu dọn dẹp những vị khách còn lại lũ lượt tản ra. Vài người bước vào trong thang máy của khách sạn, vài người khác đi ra bên ngoài khách sạn, dung súc thở dài đánh thược. Bước qua tấm cửa kính, anh quay lại ô tô, gọi điện thoại thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Anh đang tay để sau đầu, ứng người ra sau, buông một tiếng thở dài, anh lại rút điện thoại ra, lần này gọi một số khác lưu trên điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chuông reo hết lần thứ tư thì điện thoại được kết nối, vâng, tôi Fujima đây. Giọng Fujima ca giờ lý nhí, alo, xin lỗi cô vì gọi điện vào giờ này. Tôi là Namiki đây. À anh Namiki, có chuyện gì thế ạ? À? à, có chút chuyện thôi, vợ tôi có ở đó không ạ? À? Để tôi xem. À có đây, vậy tôi chuyển máy cho anh nhé. Vâng, xin nhờ cô. À chờ chút đã, cô Takashina có ở đó không vậy? Cô Takashina ư? Ừ. Cô ấy không có ở đây. Vậy cô có biết cô ấy ở đâu không? Tôi không gọi được cho cô ấy. Biết nói sao nhỉ? Fujima Kaze nín thinh một lát rồi nói, "Tạm thời tôi cứ chuyển máy cho Minako đã nhé." "Vâng, xin nhờ cô." Dung Súc áp điện thoại lên tai, đầu ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, anh không thôi hướng mắt nhìn về sảnh khách sạn. Quả nhiên Takashina Eriko không xuất hiện. "Alo?" Giọng Minako truyền đến tai anh. Giọng nói thèo thào nhỏ hơn hẳn thường ngày, anh đây Có chuyện gì ạ? À? Không có chuyện gì Thực ra lúc nãy người của công ty gọi cho anh, nói là sự cố được giải quyết ổn thỏa rồi Thế nên anh sẽ quay xe lại Quay xe lại? Ý anh là quay lại đây á? À? Ừ, anh đã quay xe ngay trước đường cao tốc Chắc 10 phút nữa về đến biệt thự thôi Minako không trả lời, thế có chuyện gì sao? Anh hỏi Anh không được quay về đó à? không phải như vậy. Chỉ là chuyện xảy ra đột ngột nên em hơi bối rối. Tóm lại mọi chuyện là như vậy, em hãy giải thích cho những người khác giúp anh. Em hiểu rồi. Vậy nhờ em. Dung Súc nói rồi dập máy. Sau đó, anh nhìn đồng hồ. 11 giờ 10 phút rồi, chờ đến 11 giờ 20 phút, anh bật động cơ, phóng ô tô đi. Anh lái xe quay lại con đường đã qua, rẽ vào trong khu biệt thự, rồi lại đánh xe vào bãi đổ xe ban nãy trong biệt thự của fujima các ô cửa sổ vẫn sáng đèn rực rỡ anh bấm chuông cửa và đứng chờ có tiếng mở khóa cửa mở ra fujima đứng ở đó anh vất vả rồi fujima nhìn dung sút rồi nói trên gương mặt đó không còn nụ cười niềm nở của vài tiếng đồng hồ trước vợ tôi đã giải thích tình hình cho anh chưa rồi tôi biết là anh đã giải quyết xong sự cố đúng vậy nên tôi mới lập tức quay về đây xin lỗi vì tôi toàn tự làm theo ý mình dung súc cúi đầu không sao anh đừng bận tâm chuyện đó fujima không nhìn mặt dung súc chỉ đi khóa cửa lại không biết từ lúc nào vợ chồng sekitani và fujima ca giờ đã có mặt ở tiền sảnh nhìn thấy bọn họ dung súc lại cúi đầu lần nữa xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người nhưng không ai trong số họ đáp lại lời xin lỗi ấy mọi người chỉ cúi mặt lãng tránh gương mặt ai nấy đều ủ rũ, có chuyện gì vậy dung súc hỏi lần này cũng không ai trả lời anh vợ tôi. Minako đang ở đâu vậy? Nghe như Sekitani Yasuko hít vào một hơi. Thấy Dung Súc nhìn mình, cô ta cũng ngước nhìn lại, vợ anh đang ở trong phòng khách. Cô ấy đang làm gì à? Không phải như vậy. Yasuko vẫn chưa ngẩng mặt lên, anh Namiki. Fujima cất tiếng. Anh hãy đến chỗ vợ mình đi. Dung Súc nhìn Fujima, sau đó quay sang nhìn mọi người một lần nữa. Rồi mới cởi giày ra anh bước trên hành lang, mở cửa phòng khách ra, thoạt đầu anh tưởng trong phòng khách không có ai. Nhưng mà không phải. Khi tiến sâu vào trong, Dung Súc bắt gặp Minako đang ngồi thu lưu dưới cái bàn. Cô vòng tay ông đầu gối, gương mặt vùi trong hai cánh tay, em đang làm gì ở đây vậy? Nghe thấy giọng anh, Minako từ từ ngẩng mặt lên. Lớp trang điểm xung quanh mắt nhòe nhòe vì nước mắt. Cổ tay phải của cô cuốn băng, em bị sao vậy? Vết thương đó là thế nào? thế nhưng cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, để tôi giải thích cho anh. Giọng nói vọng ra đằng sau lưng dung súc. Đám người cùng Fujima đã đi vào trong phòng từ bao giờ? Thật ra ban nãy. Đợi đã. Minako ngắt lời. Tôi sẽ tự nói. Cô quể oải đứng dậy. Máu thấm đẫm băng trên tay, sao vậy? Đã có chuyện gì? Dung súc hỏi đám người Fujima, để em giải thích. Anh hãy đi cùng em. Minako nói rồi rời phòng khách dung súc đi theo sau cô leo lên cầu thang dừng bước trước căn phòng của hai người sau khi xoay tay nắm cửa cô quay lại nhìn dung súc dặn dò anh đừng giật mình nhé anh nuốt nước bọt fujima và những người khác đã đứng sau lưng anh Minako mở cửa ra nhưng cô không vào bên trong chỉ nói với dung súc anh hãy tự nhìn xem đã xảy ra chuyện gì dung súc băng qua Minako đặt chân vào phía bên kia cánh cửa ngay giây phút đó, anh bất thình lình hét lên, một cô gái nằm gục bên cạnh chiếc giường. Anh thấy bộ váy liền sát nách này quen lắm, Erico. Dung súc tiến thêm hai, ba bước rồi dừng lại. Người anh rung lên bần bật, Takashina Erico đang mở mắt, nhưng đôi mắt đó nhìn chầm chầm vào khoảng không vô định. Tấm thảm ở dưới đầu cô nhuộm màu máu. Đôi vai, lẫn cánh tay hở ra đều đã biến thành màu đất. Anh lấy tay che miệng, nhưng không giấu nổi tiếng trên dưới bàn tay đó tại sao lại ra nông nổi này? Minako đứng bên cạnh anh. Cô cũng nhìn Eriko và thì thào nói, em đã giết người. Dung súc nhìn xoáy sâu vào gương mặt vợ mình. Em nói sao? Minako xoay cổ, bằng các động tác lóng ngóng như một cổ máy, em nói là mình đã giết người. Em đã đập vào đầu và giết chết người này. Nhưng tại sao? Giọng Dung súc khẳng đặc, anh Namiki, câu chuyện này có nhiều uẩn khúc lắm. Anh hãy bình tĩnh lắng nghe Minako nói. Fujima ở đằng sau nói xen vào. Dù anh có bảo tôi bình tĩnh thì. Dung nhìn thi thể Eriko, rồi lại nhìn vợ và lắc đầu thật mạnh như thể không muốn tin vào những gì ở trước mắt. Chúng ta tạm thời xuống dưới được không? Làm ầm lên ở đây sẽ khiến Kimiko tỉnh giấc. Sekitani nói, đúng rồi. Anh Namiki, cô Minako, chúng ta xuống dưới thôi. Fujima đồng tình, Sekitani Yasuko dìu Minako đi qua hành lang. Dung đi đằng sau họ, Trước khi rời căn phòng, anh ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa. Cái đèn ngủ để chỏng chơ ở bên cạnh Eriko. Phần gốm ở chụp đèn vỡ tan tành và dính máu. Trong thấy cảnh tượng ấy, toàn thân anh lại rung lẩy bẩy, xuống đến phòng khách, Sekitani Yasuko bảo đi pha cà phê nên ra bếp. Yunsuk và Minako ngồi kẹp ở hai góc bàn, vợ chồng Fujima và Sekitani cũng ngồi xuống đó, anh Namiki rời đây được một lúc thì người đó đến. Cái cô Takashina Eriko đó, Fujima mở miệng nói, "Lúc ấy chúng tôi đều có mặt ở đây giống lúc này." Rồi Takashina bước vào, bảo là có chuyện cần nói với Minako. Chúng tôi thoáng chút ngạc nhiên vì tưởng cô ta đã cùng anh quay về Tokyo rồi. Là vì sự cố lần này của tôi không liên quan tới cô ấy, cho nên cô ấy không đi cùng. Dung súc phân trần, có vẻ là như vậy. Thế rồi Minako hỏi có chuyện gì muốn nói, thì Takashina bảo muốn nói chuyện riêng hai người với nhau thôi. Do đó Minako mới ngỏ ý nói chuyện trong phòng mình, rồi hai người họ cùng rời khỏi đây. Một lúc sau, chắc tầm 15 phút gì đó, Minako quay lại một mình. Nhìn thấy cô ấy, chúng tôi đều kinh ngạc. Rõ là cô ấy cư xử rất kỳ quặc. Thấy máu chảy từ cổ tay cô ấy, tôi mới hỏi có chuyện gì. Và thế là Minako. Nói đến đây, Fujima ngừng lời, đau đáu nhìn Minako. Minako thì vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn, vợ tôi nói rằng mình đã giết cô ấy sao? Dung Súc hỏi, đúng rồi. Cô ấy đã nói như vậy. Nghe vậy, chúng tôi đều bàn hoàng và bảo nhau đi lên tầng 2. Sekitani nói thêm. Nhìn cảnh tượng bên trong phòng, chúng tôi còn sửng sốt hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dung Súc hỏi Minako. Em đã nói chuyện gì với cô ấy? Minako không nhìn anh, cô còn cúi đầu hơn nữa, và cứ thế trả lời, nói về anh. Về anh? Về chuyện gì liên quan đến anh? Nhưng cô không trả lời ngay tức khắc. Thấy vậy, Fujima nói thêm vào, dường như anh ta không sao đứng nhìn thêm được nữa. Hình như Takashina yêu cầu Minako phải chia tay anh đấy. Dung Súc ngạc nhiên trợn trừng mắt. Không thể nào? Thật đấy? Minako cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhưng cô vẫn ủ rũ cúi đầu. Cô ta đã nói như thế? Làm gì có chuyện ngu ngốc như vậy? Dung Súc lắc đầu, cô ấy không đời nào nói thế nhưng cô ta đã nói điều đó còn em trực chẳng đã mới làm như vậy cô nói thêm rồi quay mặt về phía dung súc việc anh qua lại với cô ta là sự thật đúng không dung súc không trả lời anh chột dạ một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương anh rút khăn tay ra lau nó em đã nói thế này không đời nào tôi chia tay anh ấy đâu đến đây cô ta bảo thế thì tôi sẽ làm theo ý mình làm theo ý mình là sao cô ta nói sẽ sinh đứa bé ra Minako nhìn dung súc sinh con của anh cái gì dung súc bối rối nhìn vợ chồng fujima và sekitani cô ta nghĩ rằng chỉ cần sinh đứa trẻ ra là có thể trói chân anh được vì anh không có con ruột nên nếu cô ta sinh đứa bé đó ra chắc chắn anh sẽ lựa chọn cô ta miệng lưỡi cô ta tự tin lắm cô ấy nói là đang có thai ư Minako khẽ gật đầu dung súc buông tiếng thở dài não nề xin lỗi Tôi có thể nói chuyện riêng với vợ mình không? Anh nói với tất cả những người còn lại, không cần đâu." Minako nói. "Mọi người biết cả rồi. Bởi ban nãy em đã nói cho họ." "Vâng, đúng là chúng tôi nên rời đi để hai người nói chuyện riêng." Thấy Fujima toan đứng dậy, Minako liền hét lên, "Mọi người hãy ở lại đây. Có như thế thì tôi mới bình tâm được." Sau khi lộ vẻ khó xử trên gương mặt, Fujima lại bất đắc dĩ ngồi xuống ghế. Sekitani Yasuko đã mang cà phê đến. Cô ta đặt cốc cà phê ở trước mặt từng người, rồi ngồi xuống cái ghế đậu ở chiếc bàn quay cách đó không xa, đúng là. Dung nói. Anh thừa nhận mình có qua lại với cô ấy. Nhưng mà chuyện đó, nói thế nào đây? Anh thôi đi được rồi. Minako ngắt lời. Đến nước này, anh có nói gì cũng vô ích thôi. Chuyện đã hết đường cứu vãn. Dung Súc im bặt, anh với tay lấy cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút, Uống một ngụm rồi lại thở dài, biết chuyện cô ấy mang thai nên em nổi điên và ra tay giết cô ấy à? Không phải như vậy. Vậy thì như thế nào? Vì cô ta nói với em rằng vì bản thân mình, em nên rút lui trong em đẹp ngay từ bây giờ. Anh không hiểu câu đó. Cô ta còn tuyên bố rằng dẫu cô không chia tay anh ấy, chỉ cần đứa bé ra đời, bố của đứa bé sẽ là anh ấy. Thế nên dù cô có chọn con đường nào, gia đình Namiki cũng sẽ bị hủy hoại. Sota cũng không thể thi vào trung học được nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Sota, đúng không? Cô thấy thế cũng được hay sao? Minako hướng gương mặt vô cảm về phía chồng. Cô ta đã nói như thế đấy, rồi còn cười nhạo em. Cốc cà phê dung súc cầm trên tay vang lên những tiếng lạch cạch khi đập xuống bàn, cô ta bảo em suy nghĩ cho kỹ rồi toan rời đi. Nhìn tấm lưng của cô ta, có thứ gì đó bên trong thôi thúc em không thể bỏ qua thế này được, em phải làm điều gì đó phải để cho người phụ nữ này im lặng. Thế là em lập tức cầm cái đèn ngủ lên, từ đằng sau đập vào đầu cô ta. Người đó ngã gục xuống mà không kêu lên tiếng nào. Em thì quá ngạc nhiên. Đến đây, Minako cười phá lên. Là thật nhỉ? Em là người gây án mà lại ngạc nhiên. Lúc lây người cô ta mãi mà không thấy có phản ứng gì, em mới nhận ra có khi cô ta chết rồi. Minako lãng tránh ánh mắt của Dung Súc, cô đưa hai tay lên má, lẩm bẩm, vì cô ta dám nhắc đến tên Sota. Rồi cô lại bất động như tảng đá. Sekitani Yasuko đứng dậy, vòng ra sau lưng cô. Cô ta nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Minako như muốn an ủi. Dung súc sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hơi thở của anh gấp gáp hơn. Chỉ có tiếng thở đó là lặp đi lặp lại trong không gian bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, dù sao chúng tôi cũng là người ngoại nên không tiện xen vào vấn đề nam nữ. Nhưng mà anh Namiki, anh định thế nào? Fujima hỏi: Trong bầu không khí tĩnh mịch này, giọng nói của anh ta càng vang vọng, anh hỏi tôi thế có nghĩa là gì? Tôi muốn hỏi chuyện sắp tới. Chắc anh phải có biện pháp nào đó để giải quyết tình huống này chứ. À. Dung súc gãi tóc mái, rồi cứ thế ôm đầu. Chắc mọi người báo cảnh sát rồi nhỉ? Chưa đâu, chúng tôi chưa kịp làm điều đó. Lúc mọi người đang bàn nhau xem nên làm gì thì anh gọi điện về. Thế ư? vậy phải ưu tiên làm việc đó trước nhỉ? Anh nói vậy nghĩa là? Nghe câu hỏi của Fujima. Dung nhìn mặt hết thảy mọi người là báo mọi chuyện cho cảnh sát. Hiển nhiên phải làm việc đó rồi. Fujima lập tức nhìn sang Sekitani, tránh né ánh mắt Dung súc. Sekitani xoa tay lên má mình. Râu trên mặt anh ta mọc lẫm chẩm, anh Namiki, thật ra chúng tôi đã bàn chuyện đó rồi. Fujima nói bạn xem có nên cứ để thế này mà gọi cảnh sát không dung súc chớp mắt liên hồi rồi liếm môi xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý anh tôi cũng muốn hỏi anh namiki chuyện này takashina có thật sự tới đây để đưa đồ anh bỏ quên không tôi đoán là không phải như vậy cô ta muốn cướp người yêu mình khỏi tay của vợ anh ta nên mới lặn lội đường xa tới đây và chẳng có món đồ bỏ quên nào cả tôi nói đúng chứ giả sử đúng thế thì sao nếu sự thật là như vậy thế thì chẳng phải không có ai biết việc cô ta đến đây sao? Cô ấy nói là đã xin với công ty cho nghỉ phép. Quả nhiên là như vậy. Fujima và Sekitani nhìn nhau rồi gật đầu cùng lúc, gì vậy? Anh tính làm gì với việc đó à? Anh thấy làm thế này có được không? Sekitani ở bên cạnh nói xen vào. Làm theo cách của anh thì Minako sẽ bị bắt với tội danh giết người đấy. Và không dừng lại ở đó, nếu ngọn ngành được sáng tỏ, chắc chắn địa vị xã hội của anh sẽ bị lung lay anh sẵn sàng đón nhận điều đó chứ? Tất nhiên là không, nhưng đến nước này rồi thì tôi còn làm được gì nữa? Vấn đề ở chỗ đó. Fujima nói. Chúng ta có thể làm được gì nào? Chúng tôi đã bàn về việc này đấy. Dẫu anh có nói vậy, nhưng người đã chết rồi thì đâu thể sống lại. Thì đúng là như vậy. Fujima chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đang vào nhau. Chúng tôi không muốn giao nộp Minako cho cảnh sát dù việc Minako làm đáng lẽ phải bị pháp luật trừng trị. Nhưng xét về tình người, hành vi đó có thể hiểu được. Nói là chúng tôi thông cảm với hành động của cô ấy cũng không sai. Lúc bàn bạc chuyện này, không rõ ai trong chúng tôi đã lên tiếng trước rằng có cách nào để Minako không bị bắt không. Thật tâm chúng tôi cũng không muốn người xung quanh mình trở thành tội phạm giết người. vả lại, nếu chuyện này bị phơi bày, có lẽ cuộc sống riêng tư của chúng tôi cũng sẽ bị truyền thông làm xáo trộn đáng kể rồi hệ lụy của nó sẽ khiến bọn trẻ không thi vào trung học được nữa. Thế nên người chịu những tổn hại trên phương diện xã hội không chỉ có mình anh Namiki đâu. Minako bắt đầu thổn thức, tôi xin lỗi. Từ kẻ bàn tay đang che lên mặt cô lọt ra giọng nói nhỏ nhẹ. Chỉ vì hành động của tôi mà gây rắc rối cho mọi người. Cô đừng bận tâm đến chúng tôi. Fujima Kaya ân cần nói. Mọi người đều yêu quý cô nên muốn làm điều gì đó cho cô. Đó mới là điều quan trọng nhất. Đúng thế đấy. Fujima bổ sung. Và chúng tôi đưa ra ý kiến này không chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho cô, mà còn vì nghĩ cho hoàn cảnh của mọi người nữa. Mong cô hiểu cho điều đó. Được mọi người nghĩ giúp cho đến thế. Tôi lấy làm biết ơn. Giọng dung súc lý nhí. Thực tế, dù lực bất tòng tâm, nhưng bản thân tôi cũng muốn tránh để Minako bị bắt. Anh Fujima. Sekitani nói, hay là thử nói kế hoạch ban nãy cho anh namiki nghe xem sao ừ làm thế đi kế hoạch gì vậy thấy dung súc hỏi fujima nhoài người lên một chút ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc lạnh cách để minako không trở thành hung thủ giết người chỉ có một đó là làm sao để biến vụ án từ có thành không có cụ thể hơn là xử lý cái xác đó bằng đôi tay của chúng ta đây nghe những lời phát ra từ miệng fujima dung súc nghiêm trang ngồi thẳng lưng dậy ngoại trừ Minako và chính bản thân anh, mọi người đều đang đổ dồn sự chú ý về phía này. Dung suốt một mặt đón nhận những cái nhìn đó, nhưng lại lắc đầu phủ nhận việc đó chắc chắn không làm được. Thế sao? Đó là việc làm thiếu suy nghĩ. Mọi người định xử lý thế nào? Nếu cảnh sát xác định được nhân thân của cái xác, chúng ta bị đưa vào diện tình nghi là cái chắc. Thế nên chúng ta phải nghĩ cách xử lý để cái xác không bao giờ bị tìm ra. Hoặc cho dù có bị tìm thấy Thì cũng không có cách nào xác định được nhân thân của nó Nếu chúng ta tác động vào khuôn mặt và vân tay Có lẽ không tìm ra tung tích đâu Sekitani đưa ý kiến Hai thứ đó và trăng nữa Fujima điềm tĩnh nói Sekitani Yasuko và Fujima Kaya im lặng gật đầu Cảnh tượng trước mắt khiến dung Xuất không nhẫn nhịn được mà đập tay lên bàn Mọi người có hiểu mình đang nói gì không đấy Sao có thể làm mấy trò nhảm nhí đó được Hai bàn tay vẫn đặt trên bàn Dung Súc hít thở hai, ba lần. Mọi người im lặng nhìn anh một lúc lâu, quả thật. Fujima nói. Việc mà chúng tôi định làm là nhảm nhí. Và không đáng được Dung Thứ. Nhưng thế cũng được chứ sao? Tất cả đều là vì vợ anh. Còn anh bảo cách này không được thì anh có cách nào tốt hơn không? Nếu có thì xin mời anh nói ra. Nhưng ngoài cách báo cảnh sát đấy nhé. Sekitani tiếp lời. Cách đó không tính dung súc nắm chặt cái khăn vừa lau mồ hôi trong tay Minako vẫn lấy tay che mặt tư thế ngồi bất động không suy chuyển dàn dựng như bị tai nạn hoặc tự sát thì sao không đáng để đưa ra fujima bác bỏ ngay tấp lự ý kiến đó cũng được đưa ra rồi nhưng nó phi thực tế tuy tôi không rành về cảnh sát lắm nhưng có thể khẳng định một điều những người nghiệp dư như, như chúng ta không qua mắt được nghiệp vụ điều tra khoa học của họ đâu nhắc tới điều tra khoa học cách anh đưa ra lại càng không có giá trị dù anh có xóa vân tay hoặc hủy hoại gương mặt với công nghệ giám định adn hiện giờ cảnh sát vẫn có thể tìm ra mọi thứ tôi cũng nghĩ đến adn rồi nhưng anh namiki này người ta chỉ giám định adn khi đã xác định được nhân thân của cái xác thôi nếu không có manh mối gì về thi thể thì họ muốn giám định cũng không có adn của ai để so sánh cả takashina eriko có gia đình việc họ trình báo cảnh sát chỉ còn là vấn đề thời gian nếu tìm thấy những thi thể không rõ tung tích cảnh sát chắc chắn sẽ đối chiếu với dữ liệu của những người mất tích đã được trình báo theo cách trên từ giới tính đặc điểm cơ thể tuổi tác dự tính cảnh sát hẳn sẽ suy đoán thi thể đó là erico dù việc đó có xảy ra chúng ta chỉ cần đảm bảo không còn adn của cô ta lúc sinh thời họ sẽ không có gì để đối chiếu việc đó thì có gì khó nếu lục tìm trong căn hộ của cô ấy thế nào chẳng thấy một hai sợi tóc rơi vãi đấy là nếu lúc đó căn hộ của cô ta vẫn còn. Ý anh là sao? Takashina Eriko có sống cùng gia đình không? Không, cô ấy sống một mình. Fujima gật đầu. Sống trong căn hộ phân lô hay gì? Fujima hỏi, làm gì có, cô ấy ở nhà thuê. Cũng phải. Nếu vậy, đến một lúc nào đó sẽ phải trả lại nhà nhỉ. Dung Súc khẽ mở miệng, rồi nhìn Fujima. Fujima từ tốn lắc đầu hai lần. Có nghĩa là nếu trả phòng rồi thì vật dụng để điều tra ADN cũng biến mất. Cho nên cái xác bị phát hiện càng muộn thì càng có lợi cho chúng ta. Lý tưởng là nó không bị tìm ra dù đã vài năm trôi qua kể từ khi trình báo mất tích. Và đương nhiên vĩnh viễn không tìm thấy là tốt nhất. Thì ra là vậy. Dung Súc gật gù, rồi đưa tay lên xoa cổ. Sau đó, anh cởi áo khoác, lấy bật lửa và thuốc lá trong túi áo ra. Tôi hút thuốc được chứ? nhưng hút thuốc vào buổi tối là vi phạm quy định về phòng ngừa cháy nổ. Sekitani ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn với tay lấy cái gạt tàn ở kệ sau lưng đặt lên bàn, thấy dung súc châm lửa, Fujima nói mình cũng hút, rồi rút một điếu thuốc, anh nói xử lý cái xác. Là anh định vứt nó ở đâu? Hay anh định đào hố để chôn? Thoạt đầu tôi định làm thế. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy việc chôn xác quá nguy hiểm. Bởi chúng ta không biết được cái xác có bị phát hiện vì một nguyên cớ nào không thêm nữa chúng ta không dễ dàng gì khi đào được một cái hố đủ sâu để giấu cái xác một cách hoàn hảo đúng không nếu vậy thì anh tính làm gì đây là ý tưởng của tôi sekitani mở lời nếu chôn ở dưới đất không ổn vậy chôn ở dưới nước thì sao ở trong nước ư dung súc hỏi lại và kinh ngạc mở to mắt trong hồ himegimi á tôi cho rằng cách đó là tốt nhất chắc chắn lại nhanh gọn hơn hết thảy tôi cũng nghĩ cách đó ổn Fujima nói, dung súc khẽ rên lên, rồi lại bồn chồng hút thuốc. Điếu thuốc ngay lập tức cháy rụi, ý anh là sau đây sẽ vứt cái xác xuống hồ à? Đúng vậy. Nếu đã quyết rồi thì không nên chần chừ thêm một giây nào nữa. Fujima quả quyết, bây giờ, đem xuống hồ. Dung súc mở bao thuốc lá, rút thêm một điếu trong đó, châm lửa, tôi nói thế này có thể là khiếm nhã nhưng mà. Sekitani nói. Để mà nói thì tôi thấy anh Namiki đang gặp may đấy. Dung Súc nhìn Sekitani. Khói thuốc trào ra từ miệng anh, là tại vì, nếu một mình anh lâm vào cảnh ngộ này, anh sẽ làm thế nào? Tự mình xử lý cái xác gần như là không thể, dù có quyết làm một mình thì nguyên việc sợ sệt cũng đủ lấy mất bao nhiêu thời gian của anh rồi. Nhưng giờ đây anh lại có những cộng sự như thế này. Chẳng phải gọi đó là may mắn cũng được hay sao? May mắn ư? Anh nói việc này á? Thôi thôi, tôi cũng hiểu điều anh Sekitani muốn nói, nhưng mà anh Namiki đang ở trong tình cảnh đau đớn nhất Fujima cố xoa dịu bầu không khí căng thẳng Anh ấy vừa mất đi nhân tình Lời nói khiến vẻ mặt Sekitani bừng tỉnh Như thể đã vỡ ra điều gì đó Anh ta liền lúng túng nói Tôi xin lỗi vì đã nói vậy Dung súc dập điếu thuốc cháy dở vào trong gạt tàn Anh Namiki Fujima đứng dậy Anh định thế nào Chúng tôi thì đã hạ quyết tâm rồi Trường Minako ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía dung súc lần nữa. Anh lãng tránh những ánh mắt đó. Khoảng lặng kéo dài một hồi lâu. Loáng thoáng có tiếng côn trùng kêu, dung súc nhìn Minako, rồi thốt ra lời than trách, tại sao? Tại sao em lại hành động hấp tấp như vậy? Không giống em ngày thường chút nào. Giờ này anh còn nói thế phỏng có ích gì? Sekitani Yasuko nói, anh Namiki. Fujima dục lần nữa, dung súc lau mồ hôi bằng khăn tay, rồi cắn môi anh vẫn cúi gầm mặt và nói vứt xuống hồ thì chẳng phải cái xác sẽ nổi lên sao chúng ta sẽ bọc cái xác bằng bạc nylon cùng với món đồ nặng nào đó sekitani tức khắc trả lời dung súc khẽ gật đầu ánh mắt của mọi người vẫn chưa rời khỏi anh phải cẩn thận để vân tay chúng ta không dính trên đó anh lý nhí